sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có và hoạt động tạo hình nhằm tạo sự hứng thú, hiện đang là một trong những giờ học bổ ích, cuốn hút ở các trường mầm non, đồng thời góp phần định hướng phát triển thẩm mỹ cho trẻ. Trong các môn học tại trường, những giờ học tạo hình được các bạn nhỏ hứng thú và say mê hơn cả. Với việc trải nghiệm tìm hiểu các nguyên liệu từ thiên nhiên như hạt lạc, hạt cà phê, vỏ sò, chiếc lá khô, cùng với sự hướng dẫn của cô giáo, những bạn nhỏ đã sáng tạo nên những tác phẩm đầy thú vị và ý nghĩa. Trong hôm nay, cháu rất vui và hứng thú khi được tham gia trải nghiệm ạ. Để thu hút trẻ tham gia một cách tích cực, đòi hỏi giáo viên không chỉ nắm vững được phương pháp mà cần phải tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, mới lạ về nguyên liệu. Phương pháp này đơn giản, không tốn kém chi phí nhiều và dễ dàng vận dụng trong việc tiếp cận trẻ, kích thích sự say mê sáng tạo, định hướng thẩm mỹ, thể hiện ý tưởng và cảm xúc riêng của trẻ. Bên cạnh đó, cũng rèn sự khéo léo đôi tay, hình thành tính độc lập, giáo dục trẻ biết tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường và có ý thức bảo vệ thiên nhiên hơn. Khi mà được trực tiếp thực hành với những nguyên vật liệu thiên nhiên thì tôi thấy rằng các con rất là tích cực và hứng thú. Từ đó các con sáng tạo những bức tranh hoặc là những sản phẩm từ những nguyên vật liệu thiên nhiên đó một cách rất là tích cực. Thông qua hoạt động này thì các con còn được tìm tòi và khám phá với nhiều điều mới lạ, đổi mới phương pháp tiếp cận, học thông qua vui chơi trải nghiệm. Các cô chuẩn bị rất là nhiều những nguyên vật liệu thiên nhiên đa dạng và phong phú để các con có thể tạo ra những sản phẩm đẹp và độc đáo hơn. Những giờ học tạo hình cũng tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời tạo thêm sự thân thiết gắn bó, chia sẻ giữa giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.